Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ tối tại Cali. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi và hôm nay là một ngày mà cũng cực kỳ sôi so động luôn các bạn. Về giá cả đó có thể là không thay đổi nhiều nhưng mà về mặt tin tức đó, Thuận đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những tin tức để mà chia sẻ với các bạn. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói về tình hình của Ether Spot ETF hiện bây giờ đến đâu là các bạn khi nào chúng ta mới biết kết quả và chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói đến cái thông tin cực kỳ lớn ngày hôm nay đó chính là cái thông tin liên quan đến dự luật crypto đầu tiên ở Hoa Kỳ đã được bỏ phiếu các bạn kết quả ra sao Đó chính là cái dự luật FIT 21 nhưng mà quan trọng hơn hết ấy, là cái này nó là một dấu hiệu như thế nào các bạn Hoa Kỳ bây giờ đã đang chuyển hướng và ủng hộ crypto điều này rất cực kỳ tốt dài hạn tôi sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều những tin tức nổi bật trong video ngày hôm nay nhưng mà trước hết ấy, thì cũng giống như là mọi năm các bạn ngày nay 14 4 năm trước đó, thì Laszlo Hazek đã trả 10.000 Bitcoin cho hai cái bánh pizza của Papa John's. Ngày hôm nay đó 10.000 Bitcoin đó trị giá hơn 700 triệu đô la. Và câu chuyện này là một câu chuyện mà chúng ta đã nói tới rất nhiều lần rồi các bạn. Cái điều mà thú vị đó là mỗi năm thì cái anh này các bạn Laszlo đó thì là được cộng đồng mạng đem ra và nhắc lại câu chuyện này. Và mỗi vài năm đó thì cái giá trị Mua 10.000 Bitcoin lại tăng lên các bạn thì bây giờ đã trị giá hơn 700 triệu đô la rồi. Trong khi các bạn đã nhớ là những năm trước đó đó là khoảng 2 300 triệu đô, trước đó nữa là khoảng vài chục triệu đô các bạn. Bây giờ đã lên tới 700 triệu đô và sớm muộn gì cũng sẽ lên tới là hàng tỷ đô la các bạn. Đây là hai chiếc bánh pizza mắc nhất trên thế giới. Và câu chuyện này đó nhưng mà nào mà không rành thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất rất lâu rồi các bạn, 14 năm trước. Thì lúc đó đó Bitcoin không có được chấp nhận rộng rãi như bây giờ đâu và người này đó thì muốn thử sử dụng Bitcoin để mà mua hai chiếc bánh pizza. Thật ra đó Papa John không có chấp nhận pizza đâu các bạn. Đây là một cái tiệm bán bánh pizza bình thường mà thôi. Thì người này đó đã lên trên Reddit và hỏi mọi người có ai muốn lấy 10.000 Bitcoin sau đó order hai cái bánh pizza để mà đem tới nhà Laszlo hay là không thì tới cuối cùng đã có một người đồng ý các bạn và Laszlo đã chuyển 10.000 BTC cho người đó người đó cũng đã gọi tới Papa John's để mà order hai cái bánh pizza và trả tiền cho nên chúng ta mới có câu chuyện này ngày hôm nay thì nhiều người coi đây là một cái khoảnh khắc đáng tiếc tại vì bây giờ ra 10 ngàn Bitcoin đã đáng giá quá nhiều các bạn nhưng mà trước đây ra 14 năm trước thì không có đáng giá gì hết và đây là giao dịch thật sự đầu tiên mang lại giá trị cho Bitcoin có nghĩa là một ai đó đã thành công sử dụng Bitcoin để mua một cái gì đó ngoài đời thật tại vì trước đó đó Bitcoin không có giá trị nhiều các bạn và giao dịch trên mạng hay là các bạn dùng để mà cá cược trên mạng mà thôi nó cũng không có thật sự là có giá trị gì đâu nhưng mà sau khi mà có cái giao dịch này rồi đó thì đó là một cái nền tảng các bạn để chúng ta có được cái hệ sinh thái ngày hôm nay đây là một khoảnh khắc lịch sử hơn là một khoảnh khắc đáng tiếc cái khối niềm tin đầu tiên là nền tảng tạo ra những chúng ta có ngày hôm nay hôm nay BTC là 69 ngàn hay là 70 000 đô cũng vì chúng ta đã có những người như là Laszlo trước đây chấp nhận sử dụng BTC để mà tạo ra giá trị cho nó. Đó mà là ý nghĩa thật của câu chuyện các bạn. Và các bạn theo được là tới cuối cùng đó thì cái gì mà người ta tin tưởng thì cái đó sẽ có giá trị. Và đây là cái khối niềm tin đầu tiên của Bitcoin. Chúng ta bây giờ hãy dành thời gian để mà nói về tình hình tài chính nói chung trước đi tại vì hôm nay cũng có một cái tin tức liên quan tới Fed các bạn. Thì hôm nay đã kết thúc các bạn nhìn thấy được là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ cả ba đều là màu đỏ hết. Không phải nhiều lắm các bạn nhưng mà chỉ số Dow Jones cũng đã giảm 0.51%, chỉ số S&P 500 đã giảm 0.27 và chỉ số Nasdaq đã giảm 0.18. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là ba chỉ số này đã trên căn bạn gần đây cũng đạt đỉnh mới rồi. Hôm nay đây chỉ là một cái sự điều chỉnh mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được là pre market thì lại xanh trở lại. Nhất là chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq hôm nay Nasdaq futures đang xanh lại là 0.81%. Phần lớn là liên quan tới Nvidia các bạn. Tại vì Nvidia đã có báo cáo quý 4 rồi và nó rất là tốt luôn. Thôi chia sẻ một số chi tiết với các bạn một lát nữa Nhưng mà chúng ta có chỉ số S&P Futures tăng 0.51 Còn Dow Futures thì không có thay đổi nhiều Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu ngày hôm nay đó thì tiếp tục giảm các bạn Hợp đồng của dầu bây giờ mức là 77 đô và 10 cent Tiêu này đương nhiên là tốt đối với lại cái phần trăm lạm phát các bạn nhưng mà không tốt đối với công ty dầu nhưng mà chúng ta thấy được là cái mức giá dầu đây thì cũng đã ở dưới 80 đô một thời gian rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ở cái mức đó chúng ta chỉ hơn 80 đô một thời gian ngắn mà thôi rồi sau đó giá dầu lại tiếp tục xuống dưới 80 đô nhất là sau khi mà tổng thống Joe Biden nói là ông sẽ tung ra rất là nhiều dầu trong mùa hè năm nay để làm cho giá dầu hạ xuống trước mùa hè các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó thì ở cái mức là 2.371 đô hôm nay nên thì giảm một chút các bạn dưới 2.400 đô nhưng mà còn crypto đó thì hôm nay giá bitcoin là vẫn hơn 69.000 đô nhưng mà nói chung thì cũng đi giảm một chút ít so với ngày hôm qua ethereum đó thì vẫn giữ được các bạn chúng ta hiểu là sau khi mà có tin tức liên quan tới có khả năng ether etf sẽ được duyệt thì giá ether cũng đã tăng lên tới khoảng chừng là 3.800 trên căn bản bây giờ Ether vẫn giữ được cái mức đó Nhưng mà chúng ta sẽ nói thêm rất nhiều về Bitcoin và Ether một lát nữa Và tình hình của thị trường crypto nói chung Và nhất là tương lai của crypto như thế nào ở Hoa Kỳ và Hoa Kỳ rất là quan trọng tại vì đó là nơi mà có dòng tiền rất là lớn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin liên quan tới Fed đi thì các bạn đã biết là Fed đã họp vào đầu tháng này và sau khi họp rồi thì ba tuần sau chúng ta mới có văn bản họp. Và tại sao chúng ta lại quan tâm đến văn bản họp của Fed thì đơn giản thôi tại vì sau khi họp đó chúng ta chỉ nghe cái sự phát biểu đến từ chủ tịch John Powell thì làm sao biết chắc chắn được là tất cả những gì mà ông nói phản ảnh trong cuộc họp hay là ông tự bịa ra cho nên chúng ta cũng thường quan tâm đến văn bản họp chính thức và ngày hôm nay đã có rồi các bạn cho cuộc họp cái đây 3 tuần thì biên bản họp chính sách đầu tháng của Fed vừa được công bố và cho thấy là cái sự thiếu tiến bộ đối với cái việc là giảm lạm phát thì cũng dễ hiểu thôi tại vì các bạn thấy được là lúc mà họ họp đó đầu tháng này chúng ta vẫn chưa có CPI của tháng này thì ba cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI của 3 tháng trước đó đều tăng hết thì đương nhiên họ không có hài lòng về vấn đề đó rồi và biên bản cũng cho thấy là nhiều thành viên đã thảo luận về sự sẵn sàng tăng lãi suất nếu như mà lạm phát không tiếp tục giảm xuống mục tiêu là 2% thì điều này làm cho thị trường cũng đột ngột lo lắng các bạn cho nên chúng ta mới nhìn thấy được là thị trường chứng khoán cũng giống như là Bitcoin hôm nay cũng đã có một thời gian ngắn giảm xuống chúng ta nhìn thấy được là đối với lại BTC đó thì uh, khi mà có tin tức này cũng đã giảm xuống tới mức là 68.800 đô nhưng mà sau đó cũng đã hồi phục trở lại một chút các bạn ở mức là 69.400 đô như là ngay bây giờ đối với thuận thì đồng hiểu tại sao mà có nhiều người lo lắng tại vì những cái câu nói như là nhiều thành viên đã thảo luận về sự sẵn sàng tăng lãi suất nếu như mà lạm phát không tiếp tục giảm về 2% nhưng mà sự thật đó thì thị trường phản ứng tiêu cực với tin tức này nhưng mà lưu ý là cuộc họp này đã diễn ra trước khi mà chúng ta có dữ liệu lạm phát cpi tháng này cho thấy đó cpi một lần nữa tháng này đã giảm xuống các bạn cho nên đây là những tin tức nó mới hơn chứ còn những cái chúng ta đọc đó là xảy ra cách đây khoảng 3 tuần rồi cho nên thị trường nó cho dù nhạy cảm đi nữa thường cảm thấy nó cũng hơi nhạy cảm quá điều quan trọng hơn là cái tháng tới và tháng tới nữa hai tháng kế tiếp phần trăm lạm phát như thế nào và gần đây chúng ta nhìn thấy được là rất nhiều quan chức của Fed cũng đã phát biểu và giọng điệu của họ cũng đang mềm mỏng hơn các bạn họ cũng đã bồ câu hơn và phần lớn nó đều nói tương tự như là chủ tịch John Powell lạm phát chưa có chắc chắn là tiếp tục giảm xuống nhưng mà ít ra đó thì chúng tôi nghĩ là cái phần trăm lãi suất và cái chính sách tiền tệ bây giờ đã đủ siết chặt rồi để mà tiếp tục đẩy được lạm phát cho nên không cần phải tăng nữa cho nên đây là những gì mà chúng ta đã nhận được trong thời gian gần đây các bạn chí cảm thấy là thị trường phản ứng hơi quá đối với tin tức liên quan tới biên bản hợp của Fed. Và để khiến cho mọi người lo lắng hơn đó, thì Goldman Sachs CEO thì đột ngột ông nói là ông không nghĩ là Fed sẽ cắt lãi suất năm nay đâu các bạn. Ở ngay thời điểm bây giờ đó thì thị trường vẫn đang kỳ vọng là có một tới hai đợt cắt giảm lãi suất. Nhưng mà thị trường kỳ vọng như thế nào cũng không quan trọng. Goldman Sachs CEO có nghĩ gì cũng không quan trọng đâu điều quan trọng nhất chính là phần trăm lạm phát của tháng tới và tháng kế tiếp nữa tại vì ngay bây giờ thuận cũng không nghĩ là fed biết mình nên làm gì đâu hiện bây giờ đã fed đang ở trong một cái thế cực kỳ khó khăn nếu như mà tiếp tục giữ lãi suất cao đó thì cũng có thể dẫn đến suy thoái tài chính tăng lãi suất thì suy thoái đến còn nhanh hơn nữa còn giảm lãi suất bây giờ đó thì sẽ khiến cho kinh tế nó phát triển trở lại khiến cho nhiều người vui các bạn nhất là liên quan đến áp lực chính trị và áp lực đến từ nhiều ngân hàng nhưng mà ngược lại đó bây giờ mà giảm lãi suất thì có thể dẫn đến là lạm phát lại tăng ngược trở lại thuần đó thì nghĩ là chủ tịch John Powell đang kỳ vọng là chúng ta sẽ có hai chỉ số CPI cho hai tháng kế tiếp tốt để có thể có cơ hội giảm lãi suất trong năm nay thuần vẫn nghĩ là ông đang tìm cái cớ ông đang tìm một lý do nào đó để có thể giảm lãi suất các bạn tại vì tình hình bây giờ Đã cũng khá là căng và chúng ta bây giờ đã hãy nói tới nước anh thì các bạn thì lạm phát ở nước anh thì ngược lại lại giảm xuống các bạn và bây giờ chỉ còn có 2.3 phần trăm vào tháng tư mà thôi đã gần đạt được cái mục tiêu của ngân hàng trung ương anh rồi và lạm phát cơ bản là nghĩa là core cpi không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá thì đã giảm xuống còn 3.9 từ mức là 4.2 của tháng trước đó. Thì ngân hàng Anh cho biết là họ sẵn sàng cắt giảm lãi suất và một thời điểm nào đó trong mùa hè này nhưng mà nhấn mạnh là thời điểm cắt giảm sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu mới thì cái mà tôi muốn chỉ ra được đó các bạn nhìn thấy được là không phải là fed không đâu mà chúng ta nhìn thấy được là hầu hết những ngân hàng trung mương lớn đó thì họ đều bị cái áp lực liên quan đến chính trị liên quan đến nền kinh tế tại vì lãi suất cao đó cũng đã khoảng 2 năm rồi bắt đầu đã thực sự thấm vào trong thị trường rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được là nền kinh tế khắp nơi bây giờ đang chậm lại và rất nhiều ngân hàng trung mương họ đang tìm một lý do nào đó để có thể giảm lãi suất. Như là chúng ta đã từng nói đến ngân hàng trung ương của Canada gần đây các bạn cũng có cái xu hướng muốn giảm lãi suất tại vì lo lắng về suy thoái tài chính và chúng ta thấy được là bây giờ đó thì hầu hết thế giới bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn mới đó chính là giai đoạn thả lỏng dòng tiền các bạn hai năm qua là giai đoạn siết chặt dòng tiền chúng ta một lần nữa lại bắt đầu bước qua giai đoạn thả lỏng dòng tiền và đó là giai đoạn mà sẽ khiến cho rất nhiều những tài sản tăng giá trong đó cũng sẽ có luôn bitcoin đó các bạn đương nhiên câu hỏi mà mọi người đặt ra là có suy thoái được chính hay là không thì tới đó mới biết được nhưng mà kết quả cuối cùng cũng giống nhau mà thôi nếu như mà có suy thoái tài chính thì phải chờ thêm một thời gian nữa chúng ta mới thấy được là giá những tài sản tăng tại vì khi có suy thoái đó khả năng là nhiều tài sản sẽ giảm giá các bạn nhưng mà sau đó lại khiến cho ngân hàng trung mương lại giảm lãi suất còn nhanh hơn nữa bơm tiền vào trong thị trường và đến cuối cùng kết quả cũng giống nhau mà thôi chỉ là nếu mà không có suy thoái đó mà tiền được bơm vào thì tài sản sẽ tăng nếu như có suy thoái nên thì tài sản phải giảm trước rồi mới tăng nhưng mà về dài hạn kết quả đối thủ cũng giống nhau mà thôi và tôi đã từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều người đó thì có thể là họ nghĩ đến suy thoái tài chính như là một cái gì đó như ngày tận thế các bạn không phải đâu suy thoái tài chính là một phần của nền kinh tế nền kinh tế đó thì chúng ta có những thời điểm là giãn ra có nghĩa là phát triển những thời điểm là co lại các bạn như là chúng ta đang nói tới là suy thoái tài chính hay là lúc mà nền kinh tế đang phát triển chậm lại cho nên suy thoái là một phần của nền kinh tế cũng như thị trường tài chính nó rất là bình thường đối với thuận chúng ta cũng đã từng chứng kiến suy thoái tài chính đã xảy ra vào năm 2008 các bạn trước đó nữa là năm 2000 nói chung nên thì khoảng 10 năm hay gì đó chúng ta lại có một suy thoái tài chính thì cũng dễ hiểu thôi tại vì khi mà dòng tiền được thả lỏng đó thì những tài sản sẽ bơm lên các bạn và những tài sản bơm đến mức nào đó thì nó sẽ vỡ dẫn đến chúng ta có suy thoái tài chính rồi từ đó chúng ta sẽ bắt đầu thành lập lại và sau đó giá cả sẽ từ từ tăng ngược trở lên các bạn lấy giá nhà hôm nay các bạn lấy bất cứ tài sản nào các bạn so sánh với cái mức giá của thời điểm mà chúng ta có suy thoái tài chính năm 2008 chúng ta so sánh với thời điểm năm 2000 các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là cho dù chúng ta có hai đợt suy thoái tài chính lớn trong vòng khoảng chừng là hơn 20 năm qua chúng ta vẫn thấy được là những tài sản bây giờ giá cao hơn rất là nhiều so với trước đây mỗi lần mà có suy thoái tài chính thì thường lại nghe rất nhiều những câu nói như là hồi xưa đó thường nghe năm 2008 nghìn giá nhà sẽ không có trở lại cái đỉnh cũ đâu có thể là phải tốn 10 năm 20 năm trong vòng vài năm thôi các bạn giá nhà không những là trở lại đỉnh cũ mà còn phá đỉnh mới vì bây giờ là cao hơn cái giá nhà của năm 2008 rất nhiều rồi và hiện bây giờ đó chúng ta đều là bong bóng thì vẫn chưa có vỡ giá nhà vẫn tăng từ năm ngoái cho đến bây giờ thì có phải là tăng mãi hay không thì một ngày nào đó cũng sẽ có cái sự suy giảm thôi các bạn nhưng mà ngày đó là khi nào các bạn thấy được là nếu các bạn muốn ước tính có suy thoái tài chính thì đó là một cách làm rất là nguy hiểm có rất là nhiều những người mà họ nghĩ họ hiểu nền kinh tế giống như là Michael Berry các bạn nhiều người đó đã kêu gọi có suy thoái tài chính hay là bong bóng bất động sản hay là bong bóng chứng khoán xa vỡ từ 90 năm trước rồi các bạn <laughs> mà bây giờ đó vẫn tiếp tục tăng trưởng cho tới ngày hôm nay Lý do tại sao thì cũng đơn giản thôi các bạn, tại vì thứ nhất là lạm phát tiền mất giá, thứ hai nữa là cái nguồn cầu cao hơn nguồn cung dài hạn dẫn đến giá cả tăng trưởng. Đương nhiên chúng ta thấy được là sẽ đến một lúc nào đó nó bong bóng nó sẽ vỡ nhưng mà sau đó chúng ta sẽ có một cái đáy mới rồi từ đó là nền tảng để tiếp tục tăng còn cao hơn nữa các bạn đó là về dài hạn và đương nhiên thùng chỉ đang nói đến là thị trường tài chính mà thôi suy thoái tài chính lại là một cơ hội cho rất nhiều người nhưng mà ngược lại đây lại là một thảm họa cho nhiều bạn khác giống như là những bạn mà không có sự chuẩn bị không có để dành tiền và mất việc làm đây thì đương nhiên suy thoái tài chính nó cực kỳ khó khăn cái đó thường hiểu các bạn thôi chỉ đang nói đến là cái sự ảnh hưởng dài hạn của suy thoái tài chính liên quan tới những tài sản mà thôi các bạn đó lại là những cái cơ hội để cho những người có tiền họ lại tiếp tục thu mua tài sản rồi sau đó chúng ta được tài sản lại tăng giá họ lại giàu thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo đó thì lại càng ngày càng xa hơn nhưng mà thùng không thể làm gì hơn các bạn đó là cái thế giới chúng ta đang sống hiện bây giờ đó là cái thị trường tài chính mà khi thuận sinh ra đã có rồi các bạn thuận không thể thay đổi thế giới được thuận chỉ có thể cố gắng chia sẻ nhiều thông tin với các bạn để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình mà thôi và đương nhiên tiền ở đâu đó thì nó lại liên quan đến việc các bạn chi tiêu như thế nào cái đó thì nói rất là cá nhân các bạn và kênh này cũng không phải là tài chính cá nhân thì cũng không có thể đi vào chi tiết là các bạn cần phải chi tiêu bao nhiêu để dành bao nhiêu, các bạn phải trích ra bao nhiêu phần trăm để mà đầu tư dài hạn vân vân. Có rất nhiều những kênh chuyên về những điều này các bạn, thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn về tình hình kinh tế và tài chính nói chung mà thôi. Và hôm nay đây chúng ta cũng có cái thông báo đến từ công ty Nvidia và cuối cùng nó cũng đã không làm cho mọi người thất vọng các bạn. Anh Nvidia đã có một cái quý rất là tốt. Chúng ta nhìn thấy được là về thu nhập đó thì thu nhập của họ lên tới 26.0 4 tỷ đô la trong khi ước tính chỉ có 24.65 mà thôi và chúng ta nhìn thấy được là thu nhập tính theo một cổ phần đó là 6 đồng 12 cent trong khi mà ước tính chỉ có 5 đồng 59 cent mà thôi các bạn nói chung Nvidia đó đã khiến cho mọi người không thất vọng và giá cũng đã tăng các bạn sau khi mà đóng cửa ngày hôm nay đó thì đã có thông tin này dẫn đến cổ phiếu của Nvidia hiện bây giờ tăng 6% hiện bây giờ đó cổ phiếu Nvidia đã qua cái mức 1.000 đô lần đầu tiên và hình như thuận mới đọc ở đâu quên thuận chưa có đọc kỹ các bạn Nvidia cũng chuẩn bị có một cái sự kiện là stock split các bạn có nghĩa là họ sẽ chia cổ phần ra cho cái nhiều cổ phần hơn nhưng mà mỗi cổ phần nó có một mức giá thấp hơn và chúng ta có thể nhìn thấy được là có những cái thống kê như là họ nói là Nvidia đó dựa theo KOBISI Ladder nếu như mà các bạn đầu tư 100.000 đô la vào cổ phiếu Nvidia năm 1999 thì hiện bây giờ đó các bạn đã có 245 triệu của bạn. Nếu như mà các bạn đầu tư 100.000 đô la vào cổ phiếu Nvidia 10 năm trước thì hiện bây giờ các bạn vẫn có 21 triệu đô la và chúng ta nhìn thấy được là từ khi mà cổ phiếu Nvidia bắt đầu là bán ở trên thị trường đó, thì từ lúc đó tới bây giờ đã tăng 245%. Có thể nói Nvidia đó là một trong những cái công ty đã mang lại rất nhiều lợi nhuận. Đương nhiên dành cho những người nào mà đầu tư dài hạn mà thôi. Và đây cũng là lý do tại sao mà rất nhiều người bây giờ quan tâm đến Nvidia rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện liên quan tới ai các bạn nhưng mà <laughs> quan trọng hơn hết đó chính là cái lợi nhuận mà nvidia mang lại thì lợi nhuận là cái phương pháp quảng bá tốt nhất các bạn các bạn có thể là quảng cáo công ty mình làm gì đạt được bao nhiêu thành tựu nhưng mà cái cách quảng bá tốt nhất đó chính là cái cổ phiếu công ty này đã tăng bao nhiêu phần trăm các bạn mang tới bao nhiêu lợi nhuận và lợi nhuận phải là lợi nhuận dài hạn không phải là hôm nay chúng ta nhìn thấy được là nó tăng nhanh hay là hôm nay nó tăng nhanh nhưng mà cổ phiếu đó năm sau lại giảm mạnh cái mà mọi người muốn thấy đó chính là dài hạn đương nhiên là có năm tăng có năm giảm nhưng mà về dài hạn thì lợi nhuận là bao nhiêu và Nvidia chính là câu chuyện mà nhiều người quan tâm đến các bạn nhiều người người đã bị thu hút bởi những con số như thế này thì đó cũng là lý do tại sao mà bitcoin thu hút mọi người các bạn chúng ta có thể thấy được là nói với bitcoin đó thì chúng ta có thể thấy được là từ tháng 7 năm 2010 đó là cái lúc mà có thể nói là người ta có cái mức giá giao dịch đầu tiên là 0.05 nghĩa là 5 cent các bạn cho một bitcoin và từ đó cho tới bây giờ chúng ta nhìn thấy được là bitcoin đã tăng tổng cộng là 137 triệu phần trăm 137 triệu phần trăm các bạn, Nvidia video đã tăng có thể nói là kinh khủng rồi 245.000 phần trăm, bitcoin đã từ năm 2010 tới bây giờ đã tăng 137 triệu rồi. Bitcoin đó trong cái khoảng thời gian 10 năm qua, các bạn tính từ năm 2012 đến bây giờ thì đã tăng tổng cộng là 1 triệu 471.411%. Chúng ta tính trong vòng 5 năm qua thôi, thì trong vòng 5 năm qua đó giá cả của BTC đã tăng trưởng rất là nhiều các bạn và tổng cộng đã tăng 1.162% đây mới là lý do tại sao mà rất nhiều người quan tâm đến Bitcoin các bạn Tại vì cái lợi nhuận nó có thể mang lợi Nhất là khi chúng ta tính dài hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm thì mỗi một thời điểm nào đó giá Bitcoin khi dao động rất là nhiều giống như chúng ta cứ tính trong phạm vi là 2 năm đi thì bất cứ 2 năm nào chúng ta cũng có thể kiếm được cái thời điểm mà giá Bitcoin tăng mạnh hay là giảm mạnh nhưng mà khi bạn zoom ra dài hạn cái bạn mới thấy được là Bitcoin mang đến bao nhiêu lợi nhuận và đây là một tài sản mà hiện bây giờ đó phú war và rất nhiều nhà đầu tư đã không thể phất lờ và full war không thể phớt lờ thì chính chị cũng không thể phớt lờ luôn thì chia sẻ với các bạn những cái thông tin ở bậc ngày hôm nay liên quan đến chính trị và Bitcoin. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bậc trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ rất quen thuộc đó chính là nền tảng giao dịch với hơn 10 triệu khách hàng tin dùng đó chính là nền tảng XM. Ngoài những cuộc thi giao dịch cực kỳ nảy lửa, cuộc thi thực chiến và cuộc thi demo, nền tảng giao dịch XM hiện nay có cuộc thi dành cho IB, những bạn làm affiliate với mức thưởng lên tới 20.000 đô. Cuộc thi affiliate lead của XM đã chính thức khởi động, mở ra một cơ hội hấp dẫn cho những đối tác giao dịch IB xuất sắc nhất. Với tổng giải thưởng rất hấp dẫn, cuộc thi hứa hẹn sẽ là nơi thi đấu đỉnh cao và đầy kịch tính. Cuộc thi đang đi được nửa hành trình và sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 6. Hiện nay đã có hàng trăm IP từ khắp nơi trên thế giới tham gia cuộc thi này. Bạn hãy dành lấy cơ hội chiến thắng để chứng minh sự xuất sắc và tài năng giao dịch của bạn. Cuộc thi thì chia ra thành hai hạng mục chính, vàng, bạc, đồng và Platinum VIP. Với mỗi hạng mục, số người chiến thắng và giải thưởng sẽ khác nhau như sau. Ở các hạng mức vàng, bạc, đồng, đối tác xuất sắc nhất sẽ nhận về cho mình hơn 1.000 đô. Ở các hạng mức Platinum VIP, giải thưởng còn cao hơn với 5.000 đô dành cho người đứng đầu. Thời gian có hạn và cơ hội chỉ còn lại một tháng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để mà tham gia vào cuộc thi Affiliate Lead của XM, nơi mà bạn có thể chứng tỏ tài năng, và chiến thắng lớn hãy bắt đầu ngay hôm nay thông tin chi tiết cuộc thi tôi sẽ để phần bên dưới video này dành cho những người nào mà quan tâm chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay chúng ta bây giờ hãy nói tới giá cả đi thì hôm nay đó giá bitcoin các bạn thì được là giảm thêm chút xíu nữa ở mức là 69.266 đô nói chung đó, thì tính từ mọi tới bây giờ giá bitcoin giảm là 0.8% nhưng mà trong vòng một tuần qua đó thì giá bitcoin vẫn tăng là 5.2% nhưng mà ngược lại đó thì ether vẫn giữ được cái mức tăng trưởng các bạn chúng ta nhìn thấy được là giá ether gần đây nhất đã tăng lên tới khoảng chừng là 3.830 đô thì hiện bây giờ cũng giảm một chút các bạn nhưng mà nói chung không giống như là Bitcoin Ether vẫn giữ được cái sự tăng trưởng mà đã có trong vòng khoảng chừng là 3 ngày qua và đương nhiên liên quan tới Ether đó chúng ta sẽ nói tới những thông tin liên quan tới Ether Spot ETF nhưng mà nhìn chung đó chúng ta nhìn thấy được là thị trường ngày hôm nay cái vốn hóa thì giảm một chút 0.8%, không phải nhiều lắm các bạn, nhưng mà vốn hóa thì vẫn hơn 2,7 nghìn tỷ. Và chúng ta nhìn ngày hôm nay đó thì cũng có rất nhiều đồng màu đỏ các bạn, nhưng mà nếu chúng ta nhìn một tuần qua đó thì một tuần qua vẫn là một tuần rất tốt cho phần lớn những cái coin như các bạn nhìn thấy trên màn hình, rất là nhiều màu xanh luôn chỉ là trong vòng 24 giờ qua thì có một sự à, uh, lại các bạn nhưng mà một tuần qua thì vẫn rất là tốt và nói về ether đó các bạn thấy được là chúng ta có những cập nhật như sau thứ nhất là chúng ta thấy được là BlackRock cũng đã chỉnh sửa và nộp lại văn bản tờ spot ETF đơn 19B4 đây là cái đơn mà cũng đã được chỉnh sửa và nộp lại bởi khoảng chừng là năm công ty ngày hôm qua chúng ta có Rayscale chúng ta có phải đeo đi vân vân hôm nay đã đến phiên BlackRock các bạn nói chung thì uh, hầu hết những công ty họ đã chỉnh sửa văn bản và nộp lại rồi và chúng ta thấy được là có thêm một thông tin nữa Cũng khá là thú vị Rayscale đó thì uh, các bạn thấy được là họ cũng đã chỉnh sửa văn bản ngày hôm qua Hôm nay họ lại chỉnh sửa thêm nữa Là họ không biết là thay đổi gì nữa các bạn Nhưng mà nói chung đó, thì tới bây giờ Cái chúng ta chờ đợi chỉ là quyết định mà thôi khi nào mới có quyết định thì ngày hôm nay đó là ngày 22 tháng 5 tại Hoa Kỳ và hạn chót chính là ngày mai các bạn ngày 23 tháng 5 tại Hoa Kỳ và không có giờ chính xác các bạn chúng ta chờ đợi từ đây cho đến khoảng chừng nửa cuối ngày mai thì giờ sẽ tính theo giờ New York và các bạn đã nhớ là trả chỉ về hồi tháng 1 đó thì SEC ra quyết định liên quan tới Bitcoin Smart ETF chính là vào cái thời điểm khoảng chừng là 15 phút trước khi mà hết ngày thì lúc đó thường nhớ là khoảng 3 giờ chiều về Cali hay gì đó thì thường nghĩ là cũng khoảng đó chúng ta sẽ nhận được thông tin nhưng mà chắc chắn tới lúc mà Thuận lên trên video mà nói hello hello với các bạn ngày mai đó thì sẽ có thông tin chính thức là được thông qua hay là không bây giờ đó thì phần lớn khả năng vẫn đang nghiêng về là được thông qua các bạn và về logic đó, thì không có lý do gì mà SEC lại đột ngột Cứ những công ty này đã nộp đơn rồi chỉnh sửa đủ thứ hai ba ngày trước khi hết hạn nếu như mà họ chỉ muốn từ chối mà thôi cho nên về logic thì người ta không nghĩ lý do tại sao nếu như mà SEC thật sự sẽ từ chối nhưng mà không có gì một trăm phần trăm hết các bạn hiện bây giờ ít ra phần lớn là 75% phần trăm đang nghiêng về là sẽ được thông qua ngày mai nhưng mà cái được thông qua đã một lần nữa chính là cái đơn 19 b 4 và chúng ta cần thêm một đơn nữa được thông qua là đơn S1 nhưng mà cái đơn 19B4 này cũng đã đủ rồi các bạn khi mà cái đơn này được thông qua nghĩa là sẽ có Ether ETF câu hỏi là khi nào mà thôi và khoảng cách giữa cái đơn 19B4 để cái đơn S1 để có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường đó khoảng cách đó có thể kéo dài vài tuần hay là một hai tháng gì đó cái đó tùy theo cái cách hoạt động của SEC và những công ty này nhưng mà chỉ cần 19B4 thông qua đó thì chỉ là vấn đề thời gian thôi có thể là vài tuần có thể một hai tháng nhưng mà sẽ có còn hơn là nếu như mà 19B4 ngày mai mà bị từ chối đó thì những công ty này cứ phải đợi đến năm sau các bạn. Tại vì khi mà nộp rồi đó là phải đợi thêm 8 tháng nữa. Cho nên ngày mai nếu như bị từ chối thì phải đợi tới năm sau mới có. Và cho dù có kiện tụng đi nữa đó cũng sẽ kéo dài tới năm sau. Cho nên quyết định ngày mai đó cực kỳ quan trọng các bạn và chúng ta hãy nói tới dòng tiền đi thì nếu như mình thông qua thì sao các bạn Bloomberg, Eric và Jonas nói là khả năng đó thì ước tính bây giờ là cái dòng tiền sẽ đâu đó khoảng chừng là 10 tới 15 phần trăm dòng tiền của Bitcoin Spot ETF có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là chúng ta thì được là sau 3 tháng đó thì cái số lượng tiền được thu về cho những cái quỹ Bitcoin Spot ETF là khoảng 13 tỷ đô la 13 tỷ này là một con số cực kỳ lớn các bạn nói tóm lại đó thì Bitcoin Spot ETF đã mang tới cái số lượng tiền cực kỳ kinh khủng có thể nói là trong dòng chỉ 3 tháng thôi mà đã được như vậy rồi, khiến cho nhiều người cực kỳ bất ngờ là một trong những sản phẩm ETF cực kỳ thành công. Còn về Ether đó thì các bạn thì trên căn bản Ether vốn hóa cũng nhỏ hơn Bitcoin như là vốn hóa của Ether đó hiện bây giờ là 452 tỷ đô la, trong khi mà vốn hóa của Bitcoin đó là 1,3 nghìn tỷ, thì cái vốn hóa nó trên là rất là nhiều. thì bây giờ ước tính của Bloomberg cái số lượng tiền thu vào thì cũng cỡ 10-15% mà thôi. thì 10% nó cũng là 1,3 nghìn tỷ các bạn trong chỉ có 3 tháng. nếu như mà đó là sự thật thì cũng là con số rất là đáng kể, đó là con số mà chúng ta không có hiện bây giờ, tại vì không có quỹ Ether Spot ETF thì sẽ không có cái dòng tiền đó các bạn để đi vào thị trường này đến từ những nhà đầu tư ở full war, tại vì họ cũng sẽ không đụng tới ether cũng giống như họ cũng đã không đụng tới bitcoin cho đến khi nào mà có bitcoin spot etf và ngày hôm nay đó cái volume của bitcoin spot etf cũng rất là tốt thường như chia sẻ với các bạn một lát nữa và chúng ta cũng thấy được là có một cái ước tính đến từ bernstein các bạn thì bernstein nói là ether có thể tăng lên tới 75% nếu như mà spot ether etf được phê duyệt tại vì dòng tiền có thể là nhỏ hơn nhưng mà vốn hóa cũng nhỏ hơn cho nên hiệu ứng có thể là giống nhau Tại vì sau khi mà Bitcoin Smart ETF thông qua đó Thì đã có cái sự tăng trưởng là 75% Và ở mức giá hiện tại Điều đó sẽ đưa giá Ether lên tới 6.600 đô la Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là Ether sẽ phá nên cũ Lập đỉnh mới nhưng mà các bạn nên nhớ là khi mà Bitcoin Smart ETF được phê duyệt vào ngày 10 tháng 1 của năm nay đó các bạn thấy được là chúng ta nói tới giống như đây là một sản phẩm mà có nhiều năm rồi nhưng mà thực sự chỉ mới có mấy tháng mà thôi thì lúc đó đó bitcoin được giao dịch ở mức là 46.000 đô ngay cái ngày mà có thông tin liên quan đến được chấp thuận các bạn và sau đó đạt đỉnh cao mới là vào ngày 13 tháng 3 ở mức là 73.000 đô lúc mà được về duyệt tôi cũng có khá nhiều những cái drama Các bạn đã nhớ là một ngày trước đó, đó Thì có cái tin tức giả Tại vì SEC, Twitter bị hack Các bạn đã nhớ rồi Lần này không biết có bị gì hay là không Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là Hiện bây giờ đã vẫn có rất nhiều cái sự lo lắng Về mua tin đồn, bán tin tức Thực tế đó là Bitcoin đã giảm từ 46.000 xuống còn 39.000 khoảng 2 tuần sau khi mà ETF được phê duyệt và mua tin đồn bán tin tức có nghĩa là mọi người mua trước khi mà có thông báo chính thức và khi mà có thông báo chính thức thì người ta lại bán và hiện tượng đó cũng đã xảy ra đối với là Bitcoin các bạn Bitcoin giảm từ 46.000 xuống còn 39.000 hai tuần sau khi mà ETF được phê duyệt nhưng mà sau đó thì sao các bạn sau đó giá lại tăng lên tới 73.000 đô 3 tuần sau đó về dài hạn đó điều đó cũng không quan trọng đâu yếu tố quan trọng nhất vẫn là cung và cầu cho nên cái việc mà mua tin đồn mà tin tức đó, thì chỉ ảnh hưởng tới những bạn nào mà đầu tư ngắn hạn mà thôi nhưng mà về dài hạn đó thì mua tin đồn bán tin tức không phải là một yếu tố mà nhiều người quan tâm đâu các bạn nhất là thuận tại vì tới cuối cùng thì sao các bạn tới cuối cùng đó giá bây giờ vẫn cao hơn cái mức mà trước khi mà có thông tin là 46.000 đô và để nhắc lại đó đây là cái biểu đồ của giá Bitcoin các bạn chúng ta hãy zoom vào đi thì đây là cái thời điểm mà chúng ta có cái thông tin chính thức được phê duyệt là vào ngày 10 tháng 1 các bạn lúc đó giá của Bitcoin là 46.600 đô rồi sau đó hai tuần liên tục giá giảm xuống còn 39.500 đô nhưng mà sau đó chúng ta nhìn thấy được là giá cả đã tăng lên rất là mạnh như các bạn nhìn thấy trên màn hình và đạt cái đỉnh mới vào tháng 3 là 73.000 đô nhưng mà việc Ether Spot ETH được thông qua đó cái đó là tốt cho hệ sinh thái Ether và tốt cho Orcon nói chung nhưng mà nó lại mang ý nghĩa quan trọng hơn chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với cái câu chuyện liên quan đến chính trị ở Hoa Kỳ và crypto các bạn tại vì hôm nay đó chúng ta nhận được thông tin là Trump cam kết xây dựng một đội quân crypto và chúng ta thấy được là cách đây hai tuần đó khi mà cựu tổng thống Donald Trump lên tiếng ủng hộ crypto ra thì mọi thứ đã thay đổi hầu như 180 độ ở quốc hội và cả ở nhà trắng này các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là hôm nay đó có một cái dự luật rất là lớn đó chính là dự luật FIT 21 các bạn thì uh, hôm nay đó thì thượng nghị sĩ Cynthia Salomus đã nói là đa số các nhà lập pháp lưỡng đảng của cả hai viện ở quốc hội ủng hộ crypto tương lai crypto ra rất tươi sáng ở Hoa Kỳ thì uh, bà đang nói đến đó chính là cái dự luật FIT21 các bạn hay còn gọi là cái tên là HA4763 đạo luật đổi mới tài chính và công nghệ cho thế kỷ 21 tạo nền tảng pháp lý cho crypto lúc mình thằng chia sẻ cái thuyết này thì vẫn chưa có bỏ phiếu nhưng mà hôm nay đã bỏ phiếu xong rồi thì cái dự luật này đó làm rõ cách phân loại tài sản kỹ thuật số nêu rõ là sự tồn tại của một hợp đồng đầu tư đơn thuần không làm cho một token trở thành chứng khoán và nhiều dự án đủ phi tập trung và do đó cũng không phải là chứng khoán Đúng Điều này đồng nghĩa với việc là SEC không có thẩm quyền đối với phần lớn của thị trường crypto. Tất nhiên hiện bây giờ đã chủ tịch Gary Gensler không hài lòng các bạn. Và hôm nay đó ông đã đăng một cái thuyết rất là dài trên Twitter để mà phản đối cái dự luật này. Tại vì đương nhiên nếu như được thông qua ra dự luật này sẽ tước quyền của ông và ông sẽ không được đụng đến phần lớn thị trường crypto. Và thôi nên thì không có nghe những cái tiếng phản đối thôi chỉ nghe cái tiếng khóc của Gary Gensler ngày hôm nay mà thôi các bạn. <laughs> đừng chia sẻ thêm. À, chúng ta thì được là kết quả cuối cùng thì sao? Kết quả cuối cùng thì dự luật này cũng đã được thông qua rồi các bạn với cái số phiếu gọi là áp đảo luôn 278 phiếu dây nghĩa là ủng hộ chỉ có 136 phiếu này thôi các bạn nghĩa là chống dự luật này đó là một dự luật mà bắt nguồn từ đảng Cộng Hòa nghĩa là rất nhiều đảng viên đảng Dân Chủ đã ủng hộ các bạn và bao nhiêu thì 70 đảng viên đảng Dân Chủ đã ủng hộ cái dự luật này ngày hôm nay và chúng ta cũng vừa nói đến dự luật này đó là như thế nào rồi và ghe cho sự đang khóc rất to các bạn tại vì đã được thông qua ở hạ viện rồi và thôn sẽ dành thời gian chia sẻ thêm chi tiết dự luật này như thế nào với các bạn tại vì chúng ta chỉ mới nói chung chung mà thôi nhưng mà dự luật này nó cực kỳ quan trọng và trong cái số lượng người mà ủng hộ của đảng dân chủ đó chúng ta cũng có nancy pelosi các bạn bà đã ủng hộ dự luật này đây là điều mà cực kỳ thú vị chúng ta cũng đã thấy hiện tượng này xảy ra trong lúc mà bỏ phiếu cho cái dự luật mà hủy bỏ sáp 121 chúng ta nói tới rất nhiều trên channel này lúc đó chúng ta cũng đã có một số đảng viên đảng dân chủ ủng hộ các bạn bây giờ đến cái dự luật fit 21 này đây dự luật này nó còn quan trọng hơn nữa và cái số lượng ủng hộ đến từ đảng dân chủ lại còn nhiều hơn nữa đương nhiên chúng ta thấy được là phần lớn đó, cái sự ủng hộ là đến từ đảng cộng hòa nhưng mà chúng ta cũng có rất nhiều những đảng viên đảng dân chủ bây giờ đã cũng đã chuyển hướng xoay qua ủng hộ đây là một cái sự thay đổi rất là lớn lớn của quốc hội các bạn, thì chúng ta thì sự thay đổi này đã bắt nguồn sau khi mà cựu tổng thống Donald Trump đã lớn tiếng một hồ crypto cách đây 2 tuần rồi mọi thứ diễn ra rất là lạ các bạn, thậm chí chúng ta đang nói tới là có khả năng ETF ETF được thông qua ngày mai, trong khi cái đây vài ngày đó khả năng đó cực kỳ thấp, bây giờ khả năng đó nó cao hơn rất là nhiều. Và đây là cái thông điệp đến từ Nancy Pelosi các bạn ở trên trang web chính thức của bà, nói là bà ủng hộ Fit 121. Đương nhiên đó, bà nghĩ là nó chưa có hoàn hảo cho nên cần phải được chỉnh sửa nhưng mà bà ủng hộ cái cách suy nghĩ này. Và để các bạn hiểu rõ hơn đó thì Fit 21 là dự lực đổi mới tài chính công nghệ cho thế kỷ 21 thì nhiều người gọi tắt đây là cái dự luật tạo nền tảng pháp lý cho crypto ở hoa kỳ thì tuy được thông qua hạ viện các bạn nên biết là cái này là hạ viện mà thôi vẫn còn phải được thông qua ở thượng viện nhưng mà đối với lại Cynthia lomas thì ở thượng viện bà cũng đã kết nối và bà, bà cũng đã coi như là có lòng tin được thông qua khi mà thông qua hạ viện rồi, viện rồi đến thượng viện rồi mà đến tổng thống ký các bạn nhưng mà tổng thống có ký hay là không chúng ta sẽ nói về điều này một lát nữa nhưng mà trước hết đó chúng ta hãy tìm hiểu dự luật này như thế nào thì có một số chi tiết các bạn Thứ nhất, dự luật này đã xác định khi nào SEC hoặc là CFTC có thẩm quyền. Các bạn đã biết là SEC là đơn vị quản lý chứng khoán tại Hoa Kỳ và CFTC là quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai. Khi nào bên nào có thẩm quyền dự luật này sẽ làm rõ. kế đó là bảo vệ người tiêu dùng đòi hỏi tính minh bạch và các thông tin về nhà quảng bá dự án cấm các cơ quan ngăn cản người dân sử dụng crypto và cuối cùng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu về đồng ổn định stable coins và đây là bốn điều chính đến từ dự luật này các bạn đương nhiên còn rất nhiều điều khác nhưng mà đây là bốn điều chính thì dự luật này đã fit 21 cũng đưa ra định nghĩa các thuật ngữ xung quanh hệ thống phi tập trung và khi nào mạng lưới đủ phi tập trung để không còn là chứng khoán và thi đó SEC sẽ không còn thẩm quyền với tài sản đó nữa. Dư luật này đã làm rõ vấn đề này các bạn, nếu như mà được thông qua thành luật đó, thì hạn chế quyền lực của SEC rất là nhiều. Và FIT21 giới thiệu một quy trình để chứng nhận tài sản đủ phi tập trung và được dán nhãn là hàng hóa tương tự như là Bitcoin. SEC có 90 ngày để xem xét và ra quyết định. Điều này là một điều mà cực kỳ khác biệt so với như chúng ta có hiện bây giờ. Các mà đã biết là hiện bây giờ đó, cái gì là chứng khoán, cái gì là hợp đồng đầu tư thì SEC đã sử dụng một cái gọi là How We Test. Chúng ta cũng đã nói tới trước đây rồi các bạn. How We Test đó thì có 4 điểm liên quan đến cái này là một bản đầu tư tiền có cái cơ hội lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận đó là đến từ một cái đơn vị tập trung. Chúng ta đã nói về những cái yếu tố liên quan tới How We Test. Nó đã rất là cũ rồi các bạn. Nó đã có từ năm 1900 hồi đó rồi. À, và làm sao có thể áp dụng được với một cái tài sản mà chúng ta chỉ mới có trong thời kỳ này Cho nên chúng ta mới thấy được đây là cái dự luật gọi là đổi mới tài chính và công nghệ cho thế kỷ 21 Tại vì những gì chúng ta có trước đây đã quá cũ rồi Và đối với dự luật này đó thì crypto nó sẽ không có sử dụng cái how we test mà crypto là chứng khoán hay là không đó thì sử dụng những cái định nghĩa được đưa ra bởi cái dự luật này và nó xây quanh cái khái niệm là đủ phi tập trung bạn lưu ý cái từ mà họ sử dụng đó chính là đủ phi tập trung chứ không phải là phi tập trung và đủ như thế nào thì họ đã nói tới trong dự đường này các bạn và khi mà một cái dự án nào đó có thể là họ trước đây là họ bán token các bạn họ ICO thì có thể là đối với là trước đây đó là một cái chứng khoán tại vì họ đã bán token nhưng mà dự án đó vẫn có cơ hội để mà làm lại và tiếp tục để mà phát triển các bạn miễn là họ chứng minh được là họ là một dự án phi tập trung hồi xưa có thể không phải nhưng bây giờ là phải các bạn và SE sec đó chỉ có 90 ngày để mà đưa ra quyết định mà thôi các bạn chứ không phải là có thể kéo dài được và đương nhiên nếu như họ đưa ra một quyết định mà dự án đó không đồng ý thì có thể là dẫn đến kiện tụng và nếu như mà SEC xác định một loại tài sản hoạt động mà không có thực thể tập trung tài sản đó là hàng hóa và CFTC là có thẩm quyền các bạn không phải là SEC và dự luật này đó thì nói là đương nhiên sẽ có một số những cái dự án sẽ là chứng khoán các bạn nhưng mà phần lớn thị trường này sẽ không phải là chứng khoán và phần lớn những tài sản đó dựa theo Patrick Henry thì trước khi mà đưa ra dự luật này đó ông cũng đã kiểm tra một số tài sản và nói chung những năm lớn như thị trường đó đều không phải là chứng khoán dựa theo dự luật này, có nghĩa là SEC đó sẽ chỉ quản là một phần cực kỳ nhỏ mà thôi. Thì Fit 21 dự luật này đã không hoàn hảo các bạn, đương nhiên rồi, nhưng mà nó đưa chúng ta tiến tới một bước gần hơn rất khó để mà có dự luật được bỏ phiếu ở Hoa Kỳ. Chúng ta đã nói tới dự luật này, luật kia trong vòng mấy năm qua rồi các bạn. Nói chung nó từ năm 2019, chúng ta đã hy vọng là Hoa Kỳ có luật rõ ràng. Nhưng mà mãi đến ngày hôm nay, chúng ta mới có dự luật viết 21 này. Và chúng ta mới có cái dự luật mà hủy bỏ SAP 121. Nói chung là mọi thứ di chuyển rất là nhanh. Tôi nghĩ là có hai yếu tố. Thứ nhất đi chính là yếu tố đàn áp đến từ cái đạo quân anti-crypto của Thượng nghị sĩ Warren các bạn và SEC. Cộng vào cái sự ủng hộ đến từ trump dẫn đến mọi thứ tiến triển rất là nhanh tại vì các bạn đã thấy được là bây giờ có thể là rất nhiều người quốc hội bây giờ bắt đầu là cảm thấy lo lắng Đây là một cái gì đó Nhiều người đó cũng không phải là quan tâm nhiều các bạn Họ quan tâm đến những thứ khác như liên quan là chiến tranh Hay liên quan đến biên giới Người nhập cảnh như thế nào Họ quan tâm đến bảo hiểm sức khỏe Và những cái vấn đề khác Nhưng mà về crypto đó Thì nhiều người cũng không quan tâm Thì họ dựa vào những người mà họ tin tưởng Và có thể nhiều người đã tin lầm Những người như là thượng nghị sĩ Warren các bạn Họ nghĩ là thượng nghị sĩ Warren hiểu bà đang nói gì Cho nên họ đứng ra để mà chống đó crypto Tại vì họ tin thượng nghị sĩ Warren nhưng mà bây giờ đã rất rõ ràng là cái số lượng người mà lưu trữ crypto ở Hoa Kỳ không hề nhỏ các bạn và cộng đồng crypto cũng không hề nhỏ và số tiền mà những công ty crypto có cũng không hề nhỏ và đương nhiên họ cũng không muốn làm vật lòng những người bỏ phiếu cũng như là họ không muốn khiến cho mình không được nhận bất cứ tiền quyên góp nào đến tiền công ty crypto cho nên chúng ta mới thấy cái hiện tượng là rất nhiều những đảng viên của đảng Dân Chủ họ đã quay xe như thế này. Cũng dễ hiểu thôi các bạn. Và đương nhiên chúng ta cần phải thấy được cái dự luật này đã được thông qua ở Thượng viện rồi mới đến Tổng thống Joe Biden ký. Thì về phiếu của Tổng thống Joe Biden, ông đã nói gì các bạn? À, để thuận đọc các bạn nghe cái thông báo Đến từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đây là tuyên bố chính sách của chính quyền. Và tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn cái này là ý nghĩa như thế nào. Các bạn mới đọc đó thì nghe như là họ chống đối nhưng mà không phải đâu. Các bạn thấy được là đây là cái thông báo được chia sẻ về đạo luật tội mới tài chính và công nghệ cho thế kỷ 21. Thì trong tuyên bố này đó họ nói là chính quyền của Tổng thống Joe Biden phản đối việc thông qua HA 4763 như là dự luật này đó các bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc quy định cho tài sản kỹ thuật số Hoa Kỳ. Chính quyền rất mong muốn làm việc với quốc hội để đảm bảo một khuôn khổ quy định toàn diện và cân bằng cho tài sản kỹ thuật số dựa trên các quyền hạn hiện có. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm của tài sản của được số và đổi mới, thanh toán và giúp củng cố vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Thì các bạn thấy được là mới vừa đọc đó thì à, thoạt nghe qua có vẻ như là họ đang phản đối nhưng mà đừng nhầm lẫn các bạn. Đây là một sự thay đổi rất lớn trong cách mà họ tiếp cận crypto. Nhớ lại tuần trước đó các bạn đã nhớ là họ đã thẳng thừng nói là Tổng thống Biden sẽ phủ quyết Sáp 121 để mà ủng hộ SEC và chống lại crypto. Bây giờ đó họ nói là dự luật này thiếu một số yếu tố và họ phản đối nó nhưng mà không nói gì liên quan tới cái việc phủ quyết hết các bạn nên hiểu là trừ khi mà tổng thống sử dụng quyền phủ quyết, ông vẫn có thể ký những dự luật mà ông phản đối để thể hiện lòng trung thành với đảng và sự tôn trọng của quốc hội. Điều này đã báo hiệu là chính quyền Biden đang chuyển hướng các bạn rất rõ ràng đây các bạn đọc cái phần này là chính quyền rất mong muốn làm việc với quốc hội để mà đảm bảo một khuôn khổ quy định toàn diện và cân bằng cho tài sản kỹ thuật số dựa trên quyền hạn hiện có để mà thúc đẩy phát triển có trách nhiệm của tài sản kỹ thuật số tất cả những cái này đó đều là dấu hiệu chuyển hướng hết các bạn tại vì tuần trước đó thì họ nói là crypto là nguy hiểm và họ ủng hộ SEC và họ không có đồng ý là hủy bỏ quy định SAP 121 và tổng thống Joe Biden sẽ phủ quyết Đến bây giờ ông vẫn chưa phủ quyết các bạn nếu mà ông không làm gì hết ấy, thì đến thường nhớ là ngày 28 tháng 5 như nào, tuần sau thì sẽ tự động được thông qua. Các bạn đã thấy đây là một cái sự thay đổi rất lớn cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Nói chung đó thì tương lai crypto ngày là càng sáng lạng hơn ở Hoa Kỳ các bạn. Và không phải chỉ riêng một mình thường nghĩ gì đâu các bạn, rất nhiều người nghĩ như vậy giống như là tỷ phú Mark Cuban các bạn nói là những gì xảy ra đó là sự bắt đầu của một cái sự chuyển hướng chuyển qua thành ủng hộ crypto và thật ra đó không có lý do gì mà đây là vấn đề của đảng này đối với đảng kia các bạn crypto đó không phải là một cái vấn đề liên quan tới văn hóa hay là vấn đề liên quan tới đạo đức hay gì hết các bạn crypto chỉ là một tài sản ở trong thị trường tài chính mà thôi thì không có lý do gì mà tài sản này đã được một bên chấp thuận mà bên kia không chấp thuận các bạn đây là một cái vấn đề lưỡng đảng chứ không phải là riêng một đảng nào hết thì mọi thứ nó đã dần dần chuyển lại rồi trước đây đó là một cái vấn đề lưỡng đảng các bạn cả hai bên Bên đều có người ủng hộ đương nhiên cũng có người không thích nhưng mà rất nhiều người ủng hộ cả hai bên nhưng mà Bankman Free đã khiến cho rất nhiều những cái đảng viên của một bên phải chạy trốn các bạn họ không có muốn liên quan đến crypto nữa tại vì Simon Free làm họ quá mất mặt và liên lụy đến họ và chúng ta có thể thấy được là đáng tiếc cũng không phải là những người kỳ cụ nào của đảng Dân Chủ ủng hộ đâu các bạn cũng có một số người có sức ảnh hưởng của đảng Dân Chủ cũng không ủng hộ. Trong đó chúng ta có dân biểu Maxine Waters. Trước đây đó bà là chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính Hạ Viện. Bây giờ trước đó là của Patrick ben Henry. Nhưng mà bà đó thì cũng đã lớn tiếng nói là bà không ủng hộ vì bà nghĩ là cái dự luật này đó sẽ khiến cho thị trường crypto ngày càng lộng hành hơn. Thị trường này sẽ không được quản lý. À, các bạn thì được là bà cũng đã lớn tiếng nói trong phần này. Chúng ta cũng không cần <laughs> nghe quá nhiều đâu. Nhưng mà, mà muốn <laughs> chia sẻ các bạn là các phần này nè cái vâng, phần mình thường thực sự muốn chia sẻ với các bạn đó chính là bà đó thì đọc từ những cái mà người ta đánh máy sẵn rồi các bạn thật ra những người này cũng đọc như vậy nhưng mà cái mà thường muốn chỉ ra được đó là phần lớn như người này khi mà họ phát biểu họ đọc từ cái văn bản của mình nhưng mà khi mà họ tiếp nhận câu hỏi họ sẽ trả lời nhưng mà hầu như là Maxine Waters bà không có trả lời được hay là không có trả lời chính xác những cái câu hỏi các bạn giống như là bà không có sự chuẩn bị hay là thật sự bà cũng không biết là bà đang chống đối cái gì bà chỉ biết là hôm nay bà lên đây để chống đối cái dự luật này mà thôi các bạn nên cho các bạn xem một cái clip này nó sẽ rõ ràng hơn That kind of nonsense would not be allowed under Fit The FTX debacle happened under this current regulatory environment. Uh, thank you very much. To your question, um, let's see, uh, you know, some, some Major, some major both now. And have intentionally chosen not to register, not to register. They've broken the law already. <laughs> các bạn thấy được là bà cứ lặp lại những cái mà thường đã nghe rất nhiều trong cái uh, buổi điều trần này ở quốc hội các bạn trước khi mà bỏ phiếu thì thật ra hôm nay đã cũng đã có một cái sự tranh trải rất là lớn của cả hai bởi một bên là ủng hộ crypto tù một bên là không ủng hộ chứ không phải là chỉ đơn giản là tới đó bỏ phiếu được các bạn trước khi bỏ phiếu những người này đã sẽ phải thuyết phục những cái người khác bỏ phiếu ủng hộ cho họ cho nên cả hai bên sẽ tranh luận và cũng có nhiều sự tranh luận nảy lửa ngày hôm nay nhưng mà đến cái phút cuối cùng đó các bạn lý tại sao mà nhiều người ủng hộ đó không phải là chỉ riêng về cái áp lực chính trị hay là gì hết đâu trên một phần mà thôi cái đó là đương nhiên thượng tin là có nhưng một phần khác nữa là cái bên mà ủng hộ đó thì đã có nhiều lập luận hơn các bạn và nó rõ ràng hơn và các bạn thấy được là một những lập luận mà Maxine Waters vừa nói đến đó chính là những công ty này họ không tới đăng ký thì họ đã vi phạm luật rồi nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là ngay cả công ty Coinbase, công ty Robinhood đến SEC các bạn những công ty lớn như vậy đã có chứng khoán giao dịch trên sàn rồi đến đăng ký với SEC như là SEC kêu gọi đó họ cũng không đăng ký được luôn tốn họ là hơn một năm rưỡi cuối cùng kết quả là không đăng ký được thì cái bà đang nói tới đó là không phải những công ty này họ không muốn đăng ký mà không đăng ký được các bạn sec đã lựa chọn là một cái cách làm gọi là nó chung chung không có nói rõ ràng làm sao đăng ký hết và cuối cùng họ không đăng ký được chứ không phải là không muốn đăng ký như là bà nói thứ nhì nữa là những người chống đối họ sẽ sử dụng những cái như là cái này là một cái khiến cho tiền crypto lộng quyền hơn sẽ không có bảo vệ người tiêu dùng vân vân thì những người mà ủng hộ đó crypto thì họ lại lập luận là nên nhớ tất cả những gì mà xảy ra trong vòng 2 năm qua chúng ta nói tới FTX Voyager, chúng ta nói tới Genesis Gemini chúng ta nói tới BlockFi tất cả những sự kiện đó đều xảy ra dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden dưới cái cách quản lý của SEC dưới cái luật hiện hành thì nếu như mà luật hiện hành đã không thể bảo với người tiêu dùng thì cái dự luật này Fit 21 sẽ làm điều đó. Các bạn thấy được là điều này đã, đã khiến cho nhiều người đã nghiêng về ủng hộ hơn. Tại vì sự thật là gì các bạn? Và sự thật là Maxine Water cứ luôn nói là thị trường này đã không tuân thủ quy định. Nhưng mà các bạn đã biết là Maxine Waters là một trong những người mà đã rất thân với lại Sam Mendel Free trước đây các bạn. Nói chung đó bà là một phần của vấn đề trước đây. Và bây giờ đó bà vẫn giữ quan điểm của mình là chống đối crypto. Tại vì bà đã bị cháy đắng đến từ mình uh, Free các bạn bà không muốn tiếp cận crypto nữa nhưng mà những lập luận của bà đó thì không biết là bà tự nghĩ ra hay là bà được ai đó giống như là tư vấn rất rõ ràng đó là khi các bạn xem nhiều cái clip liên quan tới Maxine Waters sẽ thấy được là bà hầu như không có sự chuẩn bị hay là thực sự không hiểu hết về thị trường này và những gì xảy ra bà có nghĩ là cái dự luật này sẽ thả lỏng cái quy định hiện tại nhưng mà thực tế không quy định hiện tại các bạn chúng ta đã thấy được là SEC đó thì uh, cứ có một cách quản lý là ướp ướp mở mở để dễ dàng kiện công ty này công ty kia thì rất rõ ràng là bây giờ không có luật thì tại sao lại không để luật để cho mọi người có thể tuân thủ theo một cách rõ ràng hơn và trước đây quản lý cách hiện bây giờ không thể bảo vệ nhà đầu tư thì tại sao chúng ta lại không thử một cách khác đó chính là cái điều mà đã thuyết phục rất là nhiều nhà lập pháp cuối cùng đương nghiêng về là ủng hộ đó các bạn và chúng ta cũng còn một cái clip nữa <laughs> để được chia sẻ thêm các bạn thấy được chúng ta đã sống trong một thời kỳ cực kỳ thú vị khi mà Dogecoin được nói đến ở trong buổi hội các bạn thường xin các bạn xem clip ngắn này nhưng mà trên căn bản đó thì người này nói là ông có một cái sự lo lắng nếu như mà dự luật được thông qua đó thì khả năng cao Dogecoin sẽ không phải là một chứng khoán tại vì Dogecoin đâu có ai dẫn đầu được các bạn đây là một cái meme coin mà thôi thì điều này có tốt Úc cho thị trường tài chính hay là không thì ở bên kia cũng đã phản hồi lại các bạn cái bên mà ủng hộ đó thì nói là chúng ta là những người lập pháp cái chúng ta cần làm là đưa ra khuôn khổ pháp lý để cho thị trường vận hành theo khuôn khổ đó. Chúng ta không phải là những người mà đưa ra lời khuyên đầu tư. Ngay bây giờ trên thị trường chứng khoán vẫn có meme stock các bạn. Chúng ta vừa chứng kiến cái sự kiện liên quan tới EMC, liên quan tới uh, GameStop. Thị trường bây giờ đã vẫn có những cái penny stock các bạn, những cái cổ phiếu mà nó có vốn hóa cực kỳ nhỏ, dao động cực kỳ lớn hàng ngày. Cái mà những nhà lập pháp làm là đưa ra quy định để thị trường tuân theo chứ không phải là khuyên ai nên đầu tư gì. You watch this clip. And I'm going to pick Dogecoin. It's a meme coin. Is, is this really something that should be uh, registered or regulated when it started out as a joke? I mean, our system of, of market regulation, sir, doesn't have government determine the merit of a product. I don't, I don't necessarily disagree with what you're doing, other than I think it may lend more credibility to meme coin. They're called penny stocks. Does that mean the whole stock market is not worthy of regulation, oversight, and participation? The answer is no. <laughs> chúng ta đã đến một cái thời điểm mà bây giờ Dosco được nói đến ở buổi hội các bạn là một cái điểm mà đang tranh luận hiện bây giờ nhưng mà thì crypto ra thì có meme coin chứng khoán có meme stock có penny stock các bạn không gì khác biệt hết và chúng ta cũng thấy được là hôm nay đó cái áp lực vẫn tiếp tục tiến tới đến từ dân biểu Tom Emmer hôm nay đó cũng đã bắt đầu kêu gọi mọi người đã chuẩn bị bỏ phiếu để có thể chống đối lại CBDC các bạn không muốn có tiền kỹ thuật số quốc gia tại vì ông tin tiền của số quốc gia sẽ là một cái gì đó để mà quản lý người dân và du lực chống CBDC à, theo thông biết là tuần này cũng sẽ bỏ phiếu nữa các bạn và nếu như được thông qua đó thì sẽ không cho phép bất cứ đơn vị nào Hoa Kỳ phát hành tiền đô số quốc gia hết, tại vì đó là công cụ để mà theo dõi người dân dựa theo uh, Term M và rất nhiều người ủng hộ cái uh, dự luật này các bạn. Nói chung đó, thì đây là một tuần mà cực kỳ sôi động liên quan đến chính trị ở Hoa Kỳ. Thêm một tin nữa các bạn, đó chính là Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Patrick McHenry cùng với là dân biểu Francis và dân biểu Houzenga uh, đã gửi một lá thư đến Chủ tịch SEC Gary Gansler và yêu cầu cung cấp thêm thông tin về kế hoạch của của Formitium trong việc lưu ký Ether như một chứng khoán vì hiện luật vẫn chưa rõ ràng. Các bạn đã nhớ là Formitium là một công ty ma không có sản phẩm dịch vụ nhưng mà lại đột ngột nói là sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký Ether và xem Ether là chứng khoán. Thì bây giờ quốc hội muốn biết là tại sao? Thì bây giờ quốc hội mới là người ra quyết định cái gì là chứng khoán dựa theo cái luật FIT 21 này nếu được thông qua chứ không phải là SEC hay là không phải là Formitium thì chúng ta thấy được là áp lực đối với gay cancel thì đến từ mọi nơi và cho dù là chúng ta thấy được là giá của bitcoin trong vòng ngày hôm qua tới hôm nay đây thì bị khựng lại nhưng mà nói chung thì cũng đã tăng hơn 5% trong vòng 7 ngày qua các bạn và chúng ta đã thấy được là Jeff Kendrick của Standard Charter vẫn nghĩ là chúng ta có khả năng thấy giá Bitcoin phá đỉnh cũ lập đỉnh mới vào từ đây đến cuối tuần các bạn nói chung thì ông rất là bullish và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin còn lại đi mà thùng cũng sẽ nói nhanh hơn tại vì cái video cũng khá là dài thì công ty made of planet đã tạm ngừng giao dịch với cái mức tăng hàng ngày tối đa là 50% các bạn Cái này cũng mới biết Ở Nhật Bản đó Thì chứng khoán Chỉ được tăng tối đa Một ngày là trăm mà thôi Cũng khá là chán các bạn Trong khi mà ở Hoa Kỳ đó thì cái mức tăng trưởng không giới hạn nhưng mà các bạn đã thấy được là cổ phiếu Meta Planet đã tăng liên tục hai ngày liên tiếp rất là nhiều luôn và Meta Planet là cổ phiếu hiện có hiệu suất tốt nhất ở Nhật Bản các bạn đã nhớ công ty này là công ty giống như là MicroStrategy của châu Á các bạn họ đã đi theo chiến lược là lưu trữ Bitcoin và chúng ta cũng thấy được là ở nước Anh ấy, thì chúng ta có sản phẩm Bitcoin và Ether ETPs được chấp thuận trên sàn giao dịch chứng khoán ở London thì Wisdom Tree đã được cơ quan quản lý tài chính ở Vương quốc Anh chấp thuận để niêm yết hai sản phẩm giao dịch crypto trên sàn giao dịch chứng khoán của London hai sản phẩm này đó, một cái là Wisdom Tree Physical Bitcoin và Wisdom Tree Physical Ethereum dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 28 tháng 5 dành riêng cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp các bạn đáng tiếc đây là sản phẩm mà không phải dành cho những nhà đầu tư bình thường và hai sản phẩm này sẽ phải lưu trữ bitcoin và y từ để mà đảm bảo cái số cổ phần trên thị trường nói chung đó hoạt động thì cũng sẽ tương tự như là etf thuận thì không đành vào luật nước anh các bạn nhưng mà có thể là nước anh thì họ không có cơ cấu etf họ chỉ có cái cơ cấu etp mà thôi và cái mà thường luôn cảm thấy mắc cười đó là những cái sản phẩm này họ gọi là wisdom tree physical bitcoin có nghĩa là cái quỷ bitcoin thật của Wisdom Tree có hiện vật các bạn nhưng mà Bitcoin đó thì đâu có physical present đâu nghĩa là Bitcoin chỉ là một cái mã nguồn mà thôi đâu có physical Bitcoin các bạn đâu có vật thật đâu <laughs> cho nên thường cảm thấy uh, mắc cười khi mà mọi người gọi đây là một cái physical Bitcoin hay là physical Ethereum nên đâu có vật chất đâu các bạn <laughs> đâu có physical đâu à, chúng ta bây giờ hãy nói tới dòng tiền của Bitcoin Smart ETF đi hôm nay đó cũng rất là tốt các bạn chúng ta nhìn thấy được là hôm nay chỉ có một quỹ duy nhất bán mà thôi đó chính là RayScale nhưng mà không phải là bán nhiều lắm bán 16.1 một triệu thì hôm nay đã kết thúc chúng ta vẫn có dòng tiền dương là 154 triệu các bạn và chúng ta nhìn thấy được là BlackRock cũng đã thu vào tổng cộng là 92 triệu Kê đó là phải đeo đi tiếp tục có cái áp lực thu mua các bạn liên tục nhiều ngày mỗi ngày là hơn cả trăm triệu các bạn nói chung thì sớm mua gì chúng ta cũng sẽ thấy cái áp lực này dẫn đến cú sốc cùng cung mà thôi tại vì sàn OTC không thể cứ bán mãi được đâu các bạn họ không phải là có cái số lượng vô hạn chúng ta cũng có cái thông tin là cơ quan Bảo vệ quyền riêng tư của Hồng Kông đã yêu cầu WorldCoin ngừng tất cả hoạt động thu thập dữ liệu móng mắt tại khu vực này vì họ nghĩ là đây là vi phạm quy định về quyền riêng tư. Thì WorldCoin đã thu thập móng mắt của ít nhất là 8.302 người trong thời gian hoạt động tại Hồng Kông. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mỗi video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital về thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM4E, Binance, và một số những dịch khác như là các bạn đang đang nhìn thấy trên màn hình. nhưng bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.